Hello, xin chào cả nhà. Thanh Quá gửi lời chúc sức khỏe tất cả cả nhà đều được ăn vui mạnh khỏe, sức khỏe tràn đầy, làm ăn phát tài phát đạt ha. Hôm nay em Thanh Quá về được mớ đồ linh tinh ha. Giờ ngoại hình mấy con này ở mấy cái dĩa này đẹp ha, không mẹ bởi ha, rất là nhẹ. Đây là trái táo của Tachikichi, không hiểu luôn. Cái chén này không biết làm gì, nó có khuyết chỗ này nè, không biết nữa. Không phải bị bởi đâu nha, mày có làm á, chắc là để đũa hay để muỗng nhìn đây quá. Cái này hàng nào cũng bị khuyết chân nữa. Đó, mình sẽ quay từng con, ô từng cái dĩa ha. Chơi lê quá, không có bởi mẻ gì trơn, nghe quá, cam kết nha. Cái nho chứ hồng như quá này, không biết dùng giờ dùng hay để trưng bày không biết nữa. Nay dùng gấp rửa chắc là mình nghĩ là chắc có lẽ để đồ đũa ăn á, ta gác đũa này quá hay là để cái muỗng á. Rồi ok hết ha, có hộp đầy đủ ha. Rồi rồi, quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em qua số điện thoại 0939 396 480. Em tên Quá, 40 tuổi ha. Rồi em cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại, xin cảm ơn rất nhiều.